Bây giờ thì không biết là ô tô là có vào được không ấy. Bây giờ thì nếu mà để mà vào ấy thì là phải là thuê phải lấy máy xúc nào để mà mở. À, nó bị ngồi bẹp xuống đấy các bác, nó bị ngồi bẹp xuống, thành ra là bây giờ chỗ này thì để mà lấy được vật liệu vào thì chắc chắn là không có lấy được vào nữa. Cái chỗ mà nền nhà của anh thợ thì cũng khá là nguy hiểm chỗ này các bác ạ. Chỗ lực nhìn thấy là bị sạt là quấn là đi tận xuống dưới kia này. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào mày. Con gửi chào các ông các bà. Con chúc các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. À, thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có đi xuống nhà ông ấy, thì là ông thì hiện tại là đang đi lên trên xá kia để mà hoàn thiện là một số giấy tờ để là xin kéo điện của bác ạ. Và thời gian này thì là cũng khá là lâu rồi. Khá là lâu rồi sau một cái những cái ngày mà gió báo đấy, thì đến hôm nay thì cũng đã gọi như là cái lượng mưa ít đi một chút rồi. Cho nên là cháu Lực xuống để mà khảo sát xem là cái tuyến đường từ đây đi xuống thì là liệu là có chở được vật liệu đi vào nữa không cô bác. Xem là nếu mà bên thôn là người ta chưa có ra sửa đường thì chắc là cháu Lực sẽ phải là thuê máy xúc về để mà cào đường một chút cô bác ạ. Từ trên cái đoạn đường này xuống cô bác này, ngay trên này là đường quốc lộ rồi. Đấy, từ đoạn này xuống thì phải nói là một con xe ô tô như đợt mà con xe mà anh chở vật liệu vào đấy thì là gọi là vừa zin luôn các bác ạ. Đấy, vừa zin luôn. Thì là bây giờ cháu Lực sẽ cùng Mạnh đi để mà khảo sát xem là cái tuyến đường này thì liệu là có phải là sửa lại không các bác nhá. Mạnh đi trước nhá. Rồi. Vậy những cái chỗ này thì là phải cào ra rồi. Chỗ này là bị sạt mất rồi cô bác ạ, chỗ này ấy. Có những chỗ thì là không thấy là bị sạt là một chút nào cả. Tuy nhiên thì là đến đoạn này thì có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là có đất mà nó trôi xuống đường là nhiều hơn cô bác ạ. Ở đây thì nếu mà cháu Lực đi xem là nếu mà ít ấy, thì hai ông cháu là sẽ tự làm luôn. Còn nếu như mà nhiều quá thì chắc là phải thuê máy xúc về để mà máy xúc gặt đường để cho ô tô chở vật liệu được vào một chút cô bác ạ. Bây giờ những cái chỗ này thì là gạt trên này đi một chút là ô tô vật liệu thì có thể vào được rồi. Đợi chú đã Mạnh ơi. Đợi đã. Ôi ôi. Chỗ này thì có vẻ như là sạt nhiều quá rồi cô bác ạ. Chỗ này thì hầu như là ô tô là không có vào được nữa rồi. Cháu Lực nhìn thấy là sạt tận trên kia này xuống này. Vậy không biết là đây là khi mà sạt xuống là thuê máy xúc vào để mà san thì để liệu là người ta có cho san không đấy cô bác. Không biết là ở dưới này là có ngôi nhà không. Nếu mà như không có nhà thì có thể là đổ đất vào đây cũng được này. Nhưng mà nếu mà ở dưới kia là có nhà là không đổ được đâu. Sợ rằng là nó có tảng đá nó lăn xuống đấy. Vào cái thời điểm này thì là ở dưới nhà của ông đấy. Thì là nhà ông chỉ có gọi là có cấy thôi các bác. Cấy thì là hiện tại là ông cũng đã cấy xong rồi. Và những cái chỗ này thì là không đáng kể gì. Ôi, đang ghi hình thì là trời mưa to mất rồi cô bác ạ. Mày lên trên léo mưa đi. Cùng với lại bé Mạnh đang đi xem là chỗ nào bị sạt nhiều không cô bác. Thì là do gặp là trời mưa mất rồi. Phải nói là trời mưa này rất là lạ cô bác ạ. Ở cái chỗ mà cháu Lực đang đứng hiện tại này thì là mưa. Còn là lên trên đường trên kia này,
trên đoạn đường kia thì lại không mưa. Những chỗ này thì là bị sạt thì cũng không có đáng kể gì những cái chỗ này ấy. Chỗ này thì là ô tô chở vật liệu thì có thể là vào được thoải mái. Ở đây thì nếu mà như bên thôn là chưa có đi vào và sửa đường đâu các bác, thì chỗ được xé để mà trích cái tiền quý ra sửa cái cũng như gọi là gặt cái con đường này cho nó ô tô vật liệu nó được đi vào thì mới có thể là chở được vật liệu và hoàn thiện ngôi nhà cho hai ông cháu là sớm hơn một chút nữa các bác. Thời gian vừa rồi thì nếu mà như không có gặp phải cái trận mưa kéo dài như này này thì có thể là dẫn đến thời điểm hiện tại là ngôi nhà của hai ông cháu thì bây giờ cũng sẽ là được đâu đó hoàn thiện là tầm độ 50-60% rồi. Vừa rồi thì ở chỗ Lực đang đi xuống thì là gặp là ông với lại Mạnh là hai ông cháu là cùng nhau lên trên xá để mà xin kéo điện đấy, nhưng mà chó Lực là cùng Mạnh là đi về trước, ông thì là chó Lực đưa ra xá rồi. Cái này thì là phải ông thì mới làm được cô bác ạ, chứ cháu Lực thì cũng không có làm được đâu. Ôi chỗ này sạt nhiều quá này. Này mai Mạnh cầm cuốc ra đây để cuốc đây nhá. Cứ vờn à. Không là mai lại làm thật đấy, trêu Mạnh. Chỗ này thì có vẻ như là làm sạt khá là nhiều các bác chỗ này ấy. Chỗ này thì là ô tô không thể đi vào được nữa rồi chỗ này ấy. Chỗ này thì bây giờ nếu mà không gạt đất ra thì là chỉ có được đi xe máy là vào được thôi. Cái gì đấy? Hả? Gặp cái gì đấy hả Mạnh? Phải ra phía bên kia thì lại mưa các bác ạ. Mưa vừa mưa vừa nắng này này. Thời tiết mà vừa mưa vừa nắng này thì là rất là oi. Thế bây giờ mà nếu mà đợi thời tiết là nắng độ tầm 1 tuần thì cháu Lực nghĩ là vào cái thời điểm này thì sẽ không có đâu các bác ạ. Cho nên là nắng nào thì là tranh thủ lấy vật liệu xong là chở vật liệu vào. Bây giờ thì gọi là quan trọng nhất là về cái phần xi của bác ạ. Đợt này thì là đợt gọi là lấy vật liệu hầu như là cuối cùng nhất rồi các bác. Gọi là những cái thứ đắt tiền thì là sẽ nằm trong cái chuyến vật liệu này, cho nên là cháu Lực không thể mà vội vàng được. Sợ nhất là cái phần xi thôi. Phần xi mà nó dính mưa cái là nó bị chết. Hoặc là khi mà lấy vào đấy sắt này kia là nó bị mất thì cũng không có tiền để mà mua thêm nữa đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì là sẽ có vài cái phát sinh, như là mua bạt này, cũng như là để mà thuê máy xúc ha, sửa lại con đường này thì ô tô thì mới vào được. Những cái chỗ này thì có vẻ như là chỗ này là trước kia thì là vào được, nhưng mà bây giờ thì thấy là nó ngồi xuống một chút rồi các bác, ngồi xổm xuống. Thời tiết thì là có những lúc mà cháu Lực ghi hình lên thì là các bác nhìn thấy là thời tiết rất là đẹp đúng không các bác, suy nghĩ rằng là không có mưa đấy, nhưng mà ở đây thì là ngày đấy, ban ngày ấy, thì nó sẽ thời tiết là có lúc nắng lúc mưa này, nhưng mà còn về đến ban đêm ấy thì là nó sẽ là mưa nhiều hơn các bác ạ. Có thể là mưa còn kéo dài là đến tận sáng luôn. Rồi bây giờ thì ra đến cái chỗ đoạn mà trước mặt của Mạnh này các bác này, là một đoạn cũng phải nói là để mà lấy được vật liệu vào đây ấy, thì là không biết là có lấy được đi xuống dưới không, hay là chỉ có lùi đít xe ô tô là từ trên kia, từ đoạn trên gần cái đường quốc lộ xuống ra đến cái chỗ đoạn này thôi. Đợt mà lấy vật liệu vào thì là cái con đường này là vào thoải mái, là không có bị làm sao cả cô bác ạ. Đây thì cháu Lực nhìn thấy là có những chỗ này bị nứt này cô bác này,
Đây bị nứt thì là tương đương với lại là cái phần ở dưới phần này là nó bị yếu thôi. Chỉ sợ rằng là mình chở vật liệu vào thì là chỗ này nó sẽ bị sập xuống thôi. Đấy, cho nên là vào cái mùa này á, để mà thuê người ta chở vật liệu vào thì phải nói là người ta cũng xem đường mọi cái này, người ta cũng sợ rằng là nó bị như nào không ấy. Một cái ô tô thì nó tương đương với lại cả tài sản của người ta rồi, cho nên là để mà có khi là trả cao ấy, thì chắc chắn là người ta còn chưa có dám nhận đấy cô bác ạ. Thế còn phần ở dưới, ở gần cái chỗ Mạnh đang đứng đây cô bác này, trước kia thì là ô tô là lọt qua chỗ này là thoải mái, nhưng mà hiện tại là bây giờ không biết là ô tô là có lọt được được không. Mạnh ơi, ra bên này, ra bên này đấy, ra bên này, đừng đứng vào đấy. Bây giờ thì không biết là ô tô là có vào được không ấy. Bây giờ thì nếu mà để mà vào ấy thì là phải là thuê, phải lấy máy xúc vào để mà mở đi vào đằng trong này một chút, mở đi vào đằng trong này một chút thì là ô tô mới lọt được ra khỏi là cái chỗ ở phần phía bên này này. Đấy, không biết là mở như này vào thì là chủ đất ở trên này thì người ta có cho mở không. Đấy, nhưng mà cái này thì cháu được sẽ làm việc với lại bên chính quyền thôn và xem là nhờ bên chính quyền thôn, chính quyền thôn để mà ra mặt thì mới làm, thì mới vào được cô bác ạ. Đây là phần đoạn này thì là hiện tại là đang bị sạt là nhiều hơn này, cái đoạn này ấy. Ở dưới này thì cháu được nhìn thấy là bà con này này thì cũng dùng những cái bao cắt này để mà múc cắt, múc đất để mà kè lên rồi. Đấy, tuy nhiên thì là chỗ này là khi mà mưa xuống đấy là nó kiểu nó thành ra nó bị ngồi bẹp xuống đấy các bác, nó bị ngồi bẹp xuống, thành ra là bây giờ chỗ này thì để mà lấy được vật liệu vào thì chắc chắn là không có lấy được vào nữa. Hoặc là nếu mà như bây giờ có hai phương án các bác, phương án thứ nhất là xin cái chú ở bên này để mà mở con đường đi vào trong một chút thì là vật liệu mới vào được. Còn là như bây giờ nếu mà để mà kè đây này, chưa chắc kè chỗ này chưa chắc là ô tô ta dám vào. Tại vì là ô tô sẽ, nếu mà xe không thì người ta dám vào được, nhưng mà còn về cái xe chở cát này kia đấy, mỗi một lần chở đã người ta đã rơi vào tầm độ là hơn là 10 mấy tấn rồi, cho nên là nó không chịu được. Đấy, còn phương án thứ hai thì là sẽ lùi đít từ ở phía đường quốc lộ kia ra đến đây, xong là bỏ hết vật liệu là vào đây này, thì sẽ để cho mấy anh em thợ là vận chuyển. Thứ nhất là phần xi thì thứ nhất xi thì là phải chở, xi thì sẽ chở là đầu tiên. Còn về những cái sắt này kia, nếu mà như không có chở được thì cháu Lực lại tiếp tục là ra đây để mà trong vật liệu. Tại vì là bây giờ nếu mà như cháu Lực lơ là mà không trong đấy, vật liệu đợt này là rất là dễ mất cô bác, rất là dễ mất và nó rất là đắt tiền nữa, cho nên là nếu mà bốc đổ vật liệu ở đây thì sẽ bắt buộc là phải ở chỗ này là 24/24. Đấy, thì mới trong được cái vật liệu cả. Bây giờ nếu mà để mà âm ấy, thì thật sự ra không có tiền để mà bù vào nữa rồi cô bác. Không có tiền để mà bù vào. Như nhà hai ông cháu thì cháu Lực là nói lên rất là nhiều lần rồi. Là thứ nhất là được hai chị Giáng My. Thứ nhất thì được hai chị Nguyệt Thúy là tài trợ chính cho ngôi nhà của hai ông cháu, và thêm thứ hai đó thì cũng được là chị Giáng My này, và thêm là một số cô bác anh chị mạnh thường quân khác nữa là đồng hành cùng, coi như đồng hành cùng và cùng với lại hai chị Nguyệt Thúy để mà chung với lại một quý với nhau để mà hoàn thiện cho hai ông cháu. Thì thời gian vừa rồi ấy thì các bác cũng theo dõi những thước phim mà cháu được đăng tải lên ấy, thì các bác cũng rất là yêu quý hai ông cháu, và nhìn thấy là hai ông cháu bây giờ cái điều mà thực hiện cho hai ông cháu đâu là bây giờ hiện tại nhất quan trọng nhất là làm cho hai ông cháu một cái chỗ mà che mưa che nắng. Đấy, còn Mạnh thì bây giờ chỉ tầm độ xem thêm là 15 ngày nữa là Mạnh là đi học rồi. Mạnh có biết là bao giờ mình được đi học không? Không biết à? Nhưng mà thế sắp biết là đi học chưa? Sao biết à? Thế năm nay thì đi vào lớp mấy? Lớp 1. Hôm nay đi vào lớp 1 à? Thế năm nay thì có ở trong trường không? Ừ. Hôm nay là ở trong trường à? Ừ. Thế là buổi tối là ngủ trên đấy à? Ừ. Đấy, đi đi lại lại thì là cũng đi xa nữa các bác, chứ không phải là ở trên này nữa.
trường mầm non Mạnh học là ở ngay trên này này cô bác này. Ở ngay trên này là một đoạn thôi. Đấy, đợt này thì là đi xa hơn. Mạnh thì chạy lon ton đi trước cháu Lực rồi. Không đợi à Mạnh ơi? Đợi chú đi, đừng có chạy thế tí mệt đấy. Đấy, còn vào bên này thì là lại vào thoải mái rồi. Vừa rồi thì là có mấy cái chỗ mà cháu Lực ghi hình lại đấy các bác. Là mấy cái chỗ đấy là gọi coi như là ô tô là phải. Nếu mà để mà vào được ấy, những cái chỗ kia thì là chỉ cần lọ gạt đất nó ra thôi là vào được. Nhưng mà còn cái chỗ này là phải là đào vào sông, đào vào trong độ tầm là 1 mét. 1 mét ấy thì là ô tô thì mới vào được. Đấy, còn là trước mặt của phía em Mạnh ấy thì là cho Lực lại nhìn thấy là tiếp tục là có thêm một chỗ mà sạt xuống rồi. Đấy, tuy nhiên thì là chỗ này cho Lực nhìn thấy là nó vẫn chưa có vẫn là chưa có nhiều. Đó đây thì chỗ này thì bây giờ chỉ có gọi là cần cầm cuốc để mà san thì cũng được. Đấy. Chỗ này bị sạt lâu chưa mày? Bị sạt lâu rồi à? Rồi, đi đi. À, nhưng cái chỗ này thì là mình san đất là mình có thể là vứt xuống dưới hùm này là thoải mái. Ở dưới này thì là có ngôi nhà của anh thợ, anh phòng của bác ạ. Đấy, trước kia mà đổ đường đây này, đường mà chưa cứng thì các thanh niên ở trong làng đi làm 1-2 chén rượu về đã lao xe máy vào rồi. Thế nên là bây giờ nhìn con đường nó rất là xấu. Cái này là kiểu như không có ý thức tự giác một chút nào á. Mày đi cẩn thận nhá. Được các cô bác anh chị là giúp đỡ hai ông cháu thì mong rằng là sau này nếu như là bé Mạnh là sau này bé con lớn lên rồi và bé học hành giỏi hay là bé biết kiếm tiền giỏi thì có thể là hai ông cháu đi ra ngoài đường để mà mua một cái miếng đất ở gần đường cũng được thôi đấy. Nhưng mà hiện tại trước mắt thì nếu mà như mà để mà mua một cái miếng đất ở ngoài đường ấy, thứ nhất là kênh của cháu Lực thì không có đủ khả năng để mà kêu gọi được số tiền là vừa mua đất này vừa làm nhà này. Hay và thứ hai thì là cũng nếu mà như các bác bảo là muốn mua cho hai ông cháu đấy thì để mà ông sò là ông ấy buôn bán hàng tạp hóa như này này thì đối với cháu Lực hiện tại là cháu Lực ở đây và cảm nhận được rằng là ông sẽ không thể mà buôn bán hàng tạp hóa được cô bác. Thứ nhất là bây giờ mình phải biết tính toán này và thứ hai thì lượng tiêu thụ ở trong thôn là không có được như ở trong xã. À, nếu mà như những cái đoạn đường kia mà nó mà không có bị hỏng ấy các bác, không có bị làm sao đấy thì sẽ tập kết vật liệu là ở chỗ này này các bác này. Ở đây thì là đợt trước thì cũng tập kết vật liệu là gạch rồi. Tuy nhiên thì là những cái bên này thì cũng đã bị sạt hết rồi các bác. Đấy, nhưng mà những cái chỗ này thì là cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Tại vì là những cái chỗ này là phần trên là sạt nhưng mà ở dưới này nó vẫn là rộng, nó vẫn là đất thịt cả. Hay còn là từ đây vào thì chắc chắn là sẽ phải dùng là xe máy để mà chở được vào rồi. Ô tô thì không có vào được đường này. Chỗ này là vào nó còn là lớn đấy, còn là lớn một chút. Đấy, đi xuống cái kia thì là nó còn là nhỏ hơn nó rất là nhiều. Đấy, đường đi vào thì nó vẫn còn gọi là rất là trơn của bác ạ, đường này ấy. Như các bác nhìn thấy này, như thế này thì là nếu mà để mà chở vật liệu được vào đấy, xi này kia thì có thể là chở được vào đấy, nhưng mà tuy nhiên là vào cũng rất là khó đấy. Cũng rất là mong là các bác cô chú anh chị và đặc biệt là Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã gửi những tấm lòng vàng của các bác, những cái khoản hỗ trợ để mà cho cháu Lực để mà sớm ngày hoàn thiện cho hai ông cháu. Tuy nhiên thì là cháu Lực nợ các bác, nợ Mạnh Thường Quân một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi là không thể hoàn thiện được cho hai ông cháu là ngôi nhà trước cái dự kiến như cháu Lực là tâm sự với lại là cũng như là nói chuyện và trao đổi với lại Mạnh Thường Quân. Nhưng cái chỗ này thì là bị lấy rất là nhiều này.
Mày không đi được đường này à hả? Đi. Mạnh là vừa rồi là cùng ông là đi bộ là từ dưới nhà của bác là lên đến gần xá rồi, cho Lương mới bắt gặp đấy. Lương mới bắt gặp là đưa Mạnh với lại ông là lên trên đưa ông là đi vào ủy ban để mà làm giấy tờ, xong là ngày mai thì nộp cho bên điện lực. Mặc dù là ông có điện thoại của bác ạ, đấy nhưng mà ông ấy thì là cũng không có điện cho Lực, sợ ông nói là điện cho Lực là đôi lúc là sợ phiền, và thứ hai thì là khi mà điện cho Lực ấy có lúc thì là cho Lực không ở nhà. Vừa rồi thì nắng rất là đẹp này, bây giờ thì có vẻ như là nhìn thấy là mây đen là kéo đến rồi, có thể là một tí nữa là khi là cháu Lực với lại Mạnh là đi là có thể là còn gặp mưa đấy. Làm gì đấy mày? Hả? Đi cẩn thận nhá. Đường này thì là nó thuộc dạng là đất đỏ của bác, thành ra là cũng rất là trơn. Đi. Con gì ở kia đấy Mạnh? Con dê à? Nhà anh Phong thì có vẻ như là nuôi khá là nhiều dê. Đi nhanh đấy nha, tí con dê nó húc cho ấy. Ta bè ta má. Ôi. Bè ở lại tú là ta má nọ. Mê bên tú chưa? Tú bác hàng mê chưa? Lấy thế nào tụi đầm tụi lo tương bằng điều này. Bác thì thấy là nuôi là 4 con dê là mỗi một con là đẻ ra một con, ở bên kia có một con, bên này có một con nữa. Đi bộ từ trên kia xuống thì là cũng đâu đó là được tầm một tiếng rồi các bác. Bây giờ thì nếu mà đi xuống cái nhà của đến cái nhà của hai ông cháu là sẽ rơi đâu đó là tầm độ là 5 giờ. Không đi bộ như này thì là không thể mà xem được là đường chỗ nào hỏng. Còn là ở những cái phần bên này thì những cái chỗ này đấy các bác là để cho là mấy anh em thợ là khi mà người ta chuyển vật liệu xuống đấy thì người ta sẽ khắc có trách nhiệm là người ta sửa đường, hay thì là mấy anh em thợ sẽ khắc có trách nhiệm là mấy anh em thợ tự đào đường để mà chở được vật liệu đi xuống dưới nền nhà của hai ông cháu đấy. Ở trước mặt là các cô bác là một chỗ là bị sạt, thì cũng chỗ này thì gọi là bị sạt khá là nhiều. Chỗ này thì gọi là ở trên nhà của anh thợ là anh Phòng đúng không bác? Hay một tí nữa thì là ở bên này là cái lán trâu của bác ạ. Đấy, tí nữa thì là đến cái lán trâu của nhà anh thợ là đi xuống rồi. Cái chỗ mà nền nhà của anh thợ thì cũng khá là nguy hiểm chỗ này của bác ạ. Chỗ được nhìn thấy là bị sạt là quấn là đi tận xuống cái kia này. Thấy ở phần trên kia thì là bây giờ đang nhìn thấy là chỉ tầm đó là tầm độ đi vào là 20-30 phân nữa là đến chân cột rồi. Có những chỗ thì là đến chân cột luôn rồi các bác ạ. Ở đây thì có vẻ như là bị sạt là từ tít là trên trên kia xuống này. Ở đây là nó thuộc dạng là cái đất đỏ, thành ra là bị sạt khá là nhiều.
Nói tí nữa thì tí phải nói là xít nữa thì là đến đến cả Tùng Châu là cũng đi mất rồi. Hãy đi mày ơi. Mấy chỗ này thì là bây giờ là mấy anh em thợ là có thể là con đường này là mấy anh em thợ là sửa mất độ tầm là một ngày thì mới chở được vật liệu đi vào. Lại ở phía bên này thì là lực lại tiếp tục là nhìn thấy là có một chỗ là bị sạt nha. Cái này thì là bị từ đợt mà hình như là trận mưa lớn trước. Thấy là cái nhà vệ sinh của anh thì cũng phải nói là lại là nếu mà như trận mưa là cứ kéo dài là có thể là chỗ nhà của anh thợ, anh phòng ấy là còn phải chuyển gấp đi ra chỗ khác ấy. Ui, đây có những cái cây măng thì rất là to này, cây măng này ấy. Bây giờ lại đến chuẩn bị là đến cái mùa mà làm mà măng ớt rồi này. To không hả Mạnh? To không? Nhà Mạnh có không? Không. Không có á? Cái này là của nhà ai? Không biết. Không biết á? À, mình đi về đi. Cái con đường mà đi xuống thì là gọi là bây giờ là mong là nó không bị sạt nữa thôi. Đấy, chứ để mà sạt thì lại thời thì lại vào là không có được rồi. Những cái chỗ của chỗ Lực với lại Mạnh đang ở hiện tại thì là chỗ này thì là vào thoải mái. Đấy, mong rằng là phần trên kia này là nó không bị sạt xuống. Nếu mà nó bị sạt xuống thì là mấy anh em thợ là phải vất vả hơn nhiều rồi. Đi gọi là tầm 5m 5m là cách một là gặp một chỗ là bị sạt. Còn là cái cung đường mà từ chỗ mà cái đoạn hiện tại là Lực với lại Mạnh đang đi từ đây đi xuống dưới là cũng gọi là còn bị sạt là nhiều hơn cô bác ạ. Nhà của hai ông cháu thì được nằm ở tít giấy giấy hùng ở dưới kia rồi. Đây, từ trên cao nhìn xuống thì có vẻ như là ở bên kia thì cũng có vài ngôi nhà lác đác lác. Thấy là cái con đường của người ta xuống đấy cũng không có khác gì là ngôi nhà của hai ông cháu cả. Mạnh đi thế thì có mệt không? Không. Không mệt à? Không. Có lẽ là Mạnh là cái con đường này Mạnh đi rất là quen thuộc rồi cô bác. Cho nên là đi với cháu Lực từ trên này để mà xuống khảo sát được ấy, Mạnh là không hề kêu là mệt mỏi một chút nào cả. Thế là mấy ngày nó lại đi học rồi nhỉ? Tháng 8 thì ngày 1 tháng 8 thì bắt đầu là nhập học rồi. Hôm nay thì đã rơi đâu đó là vào ngày 20 rồi. Vậy cho nên là chỉ tầm độ là hơn chục ngày đấy thôi là bé Mạnh là đi vào là học lớp 1 rồi cô bác ạ. Một sự khởi đầu cho bé Mạnh. Mạnh thì là mấy hôm nữa là sẽ ở trong ký túc xá luôn cô bác. Tuần là chỉ có về một lần thôi. Ông ở công việc của ông ở nhà thì vẫn như thế. Ông thì có vẻ là mấy nữa nếu mà Mạnh đi đấy là sẽ ông sẽ rất là nhớ. Nhưng mà bây giờ là ông sẽ tập cách để mà xa bé Mạnh là hàng tuần rời. Ở đây thì không phải là bé Mạnh đi đâu mà là bé Mạnh đi học. Và ở thỉnh thoảng thì là ông cũng có nói với cháu Lực nói rằng là mẹ của bé là mẹ của Mạnh ấy là quay về là đòi với Mạnh để mà đi ở cùng. Thế hôm nọ thì là mẹ của Mạnh về thì Mạnh có gặp mẹ không? Không. Không à? Thế như là Mạnh thì có biết là mẹ của mình đi đâu không? Không. Không á? Không. Thế ông có bao giờ nói với Mạnh là mẹ đi lấy chồng mới không? Không. Không à? Không. Ông có kể gì về mẹ cho Mạnh nghe không? Không. Cũng không kể à? Không. Ở đây thì chắc chắn là ông sẽ không có muốn nói với Mạnh một chút nào. Kể cả bây giờ là Mạnh có gặp mẹ đi chẳng hạn thì Mạnh cũng sẽ không bao giờ không thể mà nhớ được là đấy là mẹ của mình. Lúc mà mẹ bỏ đi thì bé mới được nằm được có
là 2 tuổi thôi. Được 2 tuổi gọi là chập chính, là biết đi một chút. Có lẽ là do là bố của Mạnh là bị lừa sang Campuchia, thành ra là mẹ không có đợi được bố để mà quay về, là lựa chọn cách để mà đi tìm người mới, đi tìm cái cuộc sống mới, tìm cái hạnh phúc mới. Nhưng mà mẹ của bé lại không nghĩ được là ở đây mình đang có một gia đình, còn có cả con nữa. Sau khi mà thấy là bé lớn lên, thầy giáo Lực là chia sẻ những thước phim, thấy là mẹ Mạnh là ngày một lớn lên, ngày một mà ngoan ngoãn, thì muốn quay trở lại để mà đón bé Mạnh là đi ở công. Sau này lớn lên rồi thì ở đây thì giáo Lực cũng không có kiện, không có nói rằng là Mạnh không dạy Mạnh là phải từ biệt người mẹ. Nhưng mà sau này lớn lên, giáo Lực với ông sẽ nói cho Mạnh nghe, đặc biệt là ông sẽ kể lý do tại sao Mạnh lại ông, tại sao mẹ lại bỏ đi không biết là bao nhiêu năm nữa. Thì bố của Mạnh thì mới trở về được Việt Nam để mà đoàn tụ, cho đoàn tụ với lại ông với lại Mạnh, để mà chăm sóc cho ông với lại Mạnh. Thế Mạnh thì có biết là bố của Mạnh là đi đâu không? Campuchia. Campuchia. Không. Đi Campuchia làm gì Mạnh có biết không? Biết. Đi lâu chưa? Lâu rồi. Đi lâu rồi á? Ông nói với lại Mạnh à, hay là ai nói? Ông. Ông là kể với Mạnh à? Ừ. Thế Mạnh là có nhớ bố không? Không. Hả? À? Mạnh có nhớ bố không? Không. Không nhớ á? Thế Mạnh có muốn là bố về ở với Mạnh không? Muốn à? Dạ. Bây giờ hỏi bảo là nhớ bố thì là ý của Mạnh là không có, gọi là như là không có nhớ khuôn mặt của bố đấy cô bác. Thế bố của Mạnh thì có bao giờ gọi điện về được cho ông không? Không. Không gọi điện được à? Không. Ông có kể gì về bố cho Mạnh, bố của Mạnh cho Mạnh nghe không? Không. Không kể luôn à? Vâng. Thế Mạnh có biết là bố của Mạnh đi Campuchia được bao nhiêu năm rồi? Một năm. Được một năm à? Một năm. À, được 4 năm à? Vâng. Được 4 năm thì lúc mà Mạnh được có là hơn 1 tuổi thôi. Ở đây thì là do là thứ nhất là về cái cuộc sống, gia đình cũng như là về cái đồng tiền. Thành ra là khiến bố của Mạnh là áp lực, muốn là đi ra nước ngoài để mà tìm một cái công việc, là kiếm được là nhiều tiền về để mà xây nhà, cũng như là lo lắng cho ông với lại Mạnh. Ở đây thì không biết là bây giờ bố của Mạnh có biết được rằng là hai ông cháu sắp sửa được các bác của chú chị dành tặng cho một ngôi nhà không. Nhưng mà nếu mà như bố của Mạnh biết, có theo dõi những thức phim của cháu Lực thì chắc chắn là sẽ điện cho cháu Lực, nhưng mà cháu Lực cũng không có nhận được một cái cuộc điện thoại nào từ bố của Mạnh cả, chỉ nhận được là một cái cuộc điện thoại từ có một là anh chị khán giả đang sinh sống ở bên Campuchia có giúp cháu Lực là đi hỏi về thông tin của bố của Mạnh một chút đấy. Nhưng mà cháu Lực chỉ biết là thông tin là hiện tại bố của Mạnh là vẫn còn sống với bác ạ, nhưng mà không biết là bao nhiêu năm nữa về. Bây giờ nếu mà để mà chuộc bố của Mạnh về thì mất một cái khoản tiền cũng đâu đó là khá là lớn của bác ạ, đâu đó là 30 triệu là còn chưa tính tiền gọi là từ đây đi xuống dưới bên dưới Cam để mà đón về đâu. Gọi là 30 triệu này là để mà trả cho công ty. Hiện tại là bố của Mạnh là đang bị lừa vào một cái công ty ma, cho nên là không thể là thoát khỏi ra được rồi. Tiền thì làm ra được, nhưng mà mình lại không có được cầm. Khi mà đã rơi vào công ty ma thì rất là khó để mà vào, để mà ra được, đặc biệt là còn ở bên nước ngoài. Đây, hôm nay thì cháu Lực cùng là Mạnh là đi xuống để mà khảo sát con đường rồi. Thì thứ nhất là xin ý kiến của các bác cô chú Mạnh, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, nếu mà như là bên thôn không có vào để mà sửa đường thì cháu Lực xin phép là lại trích cái tiền quý nhà ra để mà ở đâu đó là sửa con đường, để cho lấy được vật liệu vào để mà hoàn thiện ngôi nhà cho hai ông cháu.
càng sớm càng tốt. À, nếu mà như ở những cái năm trước thì là không có năm nào là mưa nhiều như năm nay đâu các bác. Có lẽ là năm nay là năm Thìn cho nên là lượng mưa thì nó sẽ kéo dài hơn và như kiểu là có thiên tai là nhiều hơn cô bác ạ. Đấy, và rất là mong là sẽ được sự thông cảm của Mạnh Thường Quân là đang đồng hành cùng với cháu Đức hiện tại. Mạnh là buồn ngủ à? Hả? Mạnh có buồn ngủ không? Ừ. Buồn ngủ á? Vâng. À, thế là bây giờ là Mạnh bây giờ là đi với chú nhá. Vâng. Ừ. Ông đi thì tại là đang đi xá là vẫn chưa có về các bác ạ. Không biết là ông đã làm được cái giấy tờ không? Có lẽ là cái video này thì cháu Đức cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và rất là mong sau khi mà cháu Đức hoàn thiện ngôi nhà của hai anh cháu thì sẽ tiếp tục được sự đồng hành của các bác Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cùng cháu Lực đi giúp đỡ được những hoàn cảnh mà còn khó khăn và đặc biệt ở trên vùng cao nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà của chú chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Bây giờ thì Mạnh đứng dậy lên để mà chào tạm biệt các bà nhé. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Bye bye ông bà nào. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.